đã hồ trì thảo sai bình bộ bình kỳ. Hiền lý bình vạn đã hàng hà kéo ra lệnh truyền thiên đời vạn đời. Sống núi nước Nam vua Nam Hồ dành đinh phần tài sách trời. Cớ sao quốc giặc sáng xâm phạm chúng bay xin thì đánh tới bời. Đưa đường hoàng tử lộ trình
lộ trình giúp quang vàng tươi về bản điện đây tề tay tiên đi chúc diệu thủ đạo hoa tay tiên đi chúc diệu thủ đạo hoa gấp gấp tuần tuần sư dâng lên đi tình vua dâng lên lấy ta ta mẫu thờ dâng rước rước ông ông người xưa ông mười sớm Oh.
khi thánh nhàn thì quân hoàng mười chào cạnh cạnh sống lá lá hoàng hoàng gồ trong phủ phải ngâm ngâm sống lá thuyền xuôi được đưa khách về